Trước hai trận đấu quan trọng với Ba Lan và Hà Lan ở UEFA Nations League, Italia có trận đấu giao hữu làm nóng với Moldova trước một đối thủ đánh giá yếu hơn. Đoàn quân áo tiên thành đã dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số của một set tennis trắng 6-0. Trong đó đáng chú ý nhất là cú đúp bàn thắng của Stephen Azzurri, tiền đạo đang chơi bóng ở Trung Quốc trong màu áo của Thần Hoa Thượng Hải. Chiến thắng này không mang nhiều ý nghĩa với Italia ngoài sự thử nghiệm các vị trí mới. Trước mắt, thầy trò Roberto Mancini sẽ có hai trận đấu quan trọng với Ba Lan và Hà Lan tại Nations League. Kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế khác vào đêm qua: Pháp có được chiến thắng 7-1 trước Ukraine, Ba Lan giành chiến thắng 5-1 trước Phần Lan, Thụy Sĩ được thua 1-2 trước Croatia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha hòa nhau không đều, Hà Lan được thua 0-1 trước Mexico, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ hòa nhau 3 đều. Với cú đúp bàn thắng vào lưới của Ukraine, Olivier Giroud đã xuất sắc vượt qua Michel Platini để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thứ hai trong lịch sử của tuyển Pháp, chỉ sau Thierry Henry. Song, từ nay đến cuối sự nghiệp, tiền đạo 34 tuổi hoàn toàn có thể ghi thêm được ít nhất 10 bàn thắng nữa và xô đổ kỷ lục của tiền đạo Arsenal. Trước Olivier Giroud, lịch sử của nhà đương kim vô địch World Cup chỉ ghi nhận 7 cầu thủ từng cán mốc 100 trận đấu là huyền thoại Lilian Thuram, người đang dẫn đầu danh sách khi có 142 lần ra sân. Xếp sau Thuram lần lượt là Henry, Desailly, Lloris, Zidane, Patrick Vieira và Didier Deschamps. Theo thông báo từ FA, ba ngôi sao là Jadon Sancho, Tammy Abraham và Ben Chilwell đang bị điều tra và nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp Wales tại trận đấu thứ 3 UEFA Nations League diễn ra vào ngày 9 tháng 10 tới đây sau khi vi phạm về quy định giãn cách xã hội. Cụ thể, các cầu thủ nói trên đã tham gia một bữa tiệc do bạn bè của Tammy Abraham tổ chức với sự góp mặt của hơn 20 người. Trong khi đó, chính phủ Anh chỉ cho phép tụ họp tối đa 6 người tại cùng một địa điểm. Sau khi sự việc xảy ra, huấn luyện viên Gareth Southgate đã lập tức đưa ra những hành động răn đe không chỉ đối với riêng những người có liên quan mà cho toàn bộ các cầu thủ khác của Tam Sư. Trong lần tập trung trước diễn ra hồi tháng 9, hai sao trẻ của tuyển Anh là Mason Greenwood và Phil Foden cũng đã dính phải bê bối dẫn người lạ về phòng khách sạn. Chính vì vậy, cả hai đều ngay lập tức bị loại khỏi đội tuyển quốc gia, đồng thời bị gạch tên khỏi đợt hội quân lần này. Theo tờ Daily Mail, tiền đạo tân binh của Man United Edinson Cavani sẽ không thể góp mặt trong trận ra mắt Quỷ Đỏ trong chuyến làm khách đến sân của Newcastle. Sau khi chấm dứt hợp đồng với PSG, Cavani đã có chuyến nghỉ hè ở Ibiza. Phần lớn thời gian còn lại trước khi gia nhập Man United, tiền đạo người Uruguay sinh sống tại Pháp. Cavani kiểm tra y tế và hoàn tất hợp đồng với Quỷ Đỏ sau khi chuyển đến Manchester. Theo quy định của chính phủ Anh, bất kỳ ai nhập cảnh vào Anh từ Pháp đều sẽ phải cách ly 14 ngày. Vì vậy, cựu tiền đạo của PSG và Napoli sẽ phải cách ly 14 ngày tại nhà riêng. Ngoài Cavani, Ole Gunnar Solskjaer cũng không có được sự phục vụ của Anthony Martial, tiền đạo người Pháp bị treo giò 3 trận vì tấm thẻ đỏ trong trận thua thảm trước Tottenham. Theo Marca, vào ngày hôm qua đã có 16.521 chữ ký trên tổng số 20.687 ủng hộ việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Bartomeu. Do đó, Barca sẽ phải tổ chức một cuộc bỏ phiếu nhằm quyết định xem Bartomeu còn tiếp tục làm chủ câu lạc bộ Barcelona hay không. Josep Maria Bartomeu, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch vào cuối mùa giải 2020-2021, có thể sẽ bị mất chức trước thời hạn. Thực tế, có những tin đồn lan truyền rằng Bartomeu có thể chủ động từ chức, không phải để trải qua tiến trình này. Trong trường hợp 2/3 hội viên của Barca bỏ phiếu chống lại cuộc bỏ phiếu tới đây, gã khủng lục xứ Catalonia sẽ cách chức Bartomeu và chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tân chủ tịch. Trong những ngày qua, đã xuất hiện thông tin về việc Thành phố Hồ Chí Minh muốn chi mộ Văn Lâm. Đội bóng Thành phố phía Nam muốn gia tăng sức mạnh ở khung gỗ khi Bùi Tiến Dũng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Mới đây, ban lãnh đạo Mường Thông United đã lên tiếng về tương lai của Văn Lâm. Trả lời phỏng vấn trên tờ Siam Sport, đại diện của đội bóng Thai League cho biết, truyền thông đưa tin về việc Thành phố Hồ Chí Minh ở V-League muốn có được chữ ký của Văn Lâm. Tuy nhiên, bà giám đốc của Mường Thông United khẳng định chưa có bất kỳ lời đề nghị nào được đưa ra với câu lạc bộ vào thời điểm này. Văn Lâm vẫn còn trong hợp đồng với đội và sẽ tiếp tục hoàn thành hợp đồng này với chúng tôi. It's all about you.